điểm tin tối mùng 10 tháng 8. Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga tới EU. Ba Lan dọa chĩa mọi khẩu Đại Bác và lật đổ Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Máy bay hạ cánh khẩn cấp, bốc cháy trên cao tốc ở Mỹ. Tàu chiến Trung Quốc-Đài Loan theo sát nhau trên đường trung tuyến. Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới người dân Hà Nội đối mặt 5 bệnh truyền nhiễm xuất hiện cùng lúc. Tuyến xe buýt nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây chính thức hoạt động. Khu đô thị hoang vắng bên cạnh nhà máy lọc dầu xung quất. Đắk Lắk, mưa lũ gây ngập nặng nhiều xã, giao thông bị chia cắt. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày 10 tháng 8 của DKN News. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga tới EU. Hôm 9 tháng 8, hãng thông tấn Ria Novosti trích dẫn thông báo của công ty vận tải đường ống quốc doanh Transnep của Nga cho hay đơn vị điều hành đường ống dẫn dầu Ukraine, Ustanafta, đã ngừng trung chuyển dầu thô từ Nga qua chi nhánh phía nam của hệ thống Drupba tới Liên minh châu Âu EU. Theo đó, dòng chảy dầu quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine tới Hungary Cộng hòa Séc và Slovakia đã bị ngừng. Ria Novosti dẫn lời ông Igor Demin, người phát ngôn cho Chủ tịch Trump cho hay, hoạt động trung chuyển dầu qua lãnh thổ Belarus tới Ba Lan và Đức vẫn được tiếp tục. Theo ông Demin, Nga không thể thanh toán cho phí trung chuyển do các lệnh trừng phạt của EU. Ngân hàng Gazprombank, bên cung cấp dịch vụ thanh toán cho biết, khoản tiền trên đã bị trả lại theo đúng quy định trong gói trừng phạt thứ bảy của EU. Công ty Transnet cho biết họ đang nghiên cứu các phương án thanh toán thay thế việc vận chuyển dầu qua lãnh thổ Ukraine và đã gửi đơn khiếu nại tới Gazprombank. Terusba là một trong những hệ thống đường ống dài nhất thế giới, vận chuyển dầu thô với chiều dài khoảng 4.000 km, từ phần phía đông của nước Nga đến các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Sau thông tin này, giá dầu đã đảo ngược đà giảm hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,6% lên mức 98 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, dầu WTI cũng đã chạm ngưỡng 92 đô la Mỹ một thùng. Ba Lan dọa chĩa mọi khẩu Đại Bắc và lật đổ chủ tịch Ủy ban châu Âu. Theo tờ Guardian, Đảng cầm quyền Ba Lan đã thể hiện thái độ gay gắt trong cuộc tranh cãi về vấn đề pháp quyền với Brussels, đồng thời đe dọa sẽ chiếm mọi khẩu Đại bác và lật đổ Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC. Ông Krzysztof Sobolecki, Tổng Thư ký của Đảng Cầm quyền Pháp luật và Công lý, nói hôm 9 tháng 8 rằng nếu Ủy ban châu Âu EC cố gắng dồn chúng tôi vào tường, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút hết vũ khí trong kho vũ khí của mình ra. Ông Sobolecki còn nói với đài phát thanh nhà nước Ba Lan rằng nếu Ủy ban không giải ngân 35 tỷ euro trong gói cứu trợ đại dịch, thì Ba Lan sẽ có hành động pháp lý chống lại Bruxelles, phủ quyết các sáng kiến của EU và thành lập một liên minh để sa thải Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cùng với các đồng nghiệp ủy viên. Bà Lan đã vướng vào một cuộc tranh chấp ngày càng gay gắt với Ủy ban châu Âu về việc giải ngân gói hỗ trợ khôi phục kinh tế hậu COVID-19. Bruxelles tuyên bố rằng sẽ chỉ giải ngân khoản tài trợ và khoản vay khi Ba Lan đáp ứng một số cải cách về tư pháp. Trước đó, một loại cải cách tư pháp của Ba Lan được cho là đe dọa sự độc lập của hệ thống tư pháp và đi ngược với các tiêu chuẩn của EU. Vào tháng 7, Ba Lan đã đóng một cửa phòng kỷ luật gây tranh cãi đối với các thẩm phán. Tuy nhiên, giữa những cảnh báo rằng phòng này sẽ được thay thế bằng một cơ quan mới và được kiểm soát về mặt chính trị tương tự, bà Von der Leyen tuyên bố Ba Lan vẫn chưa có hành động đủ để EC có thể giải ngân đợt quỹ đầu tiên. Các cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn cử tri Ba Lan vẫn muốn nước này tiếp tục nằm trong khối 27 thành viên. Nhưng các nhà lãnh đạo đối lập cảnh báo, lập trường ngày càng hung hăng của PiS có thể sẽ dẫn đến việc nước này bị loại khỏi EU. Máy bay hạ cánh khẩn cấp bốc cháy trên cao tốc ở Mỹ. Hai người trên một máy bay cỡ nhỏ ở Mỹ đã may mắn sống sót sau khi máy bay này mất kiểm soát, lao xuống một cao tốc ở California, Mỹ. Theo hãng tin địa phương KTLA, sự cố xảy ra vào trưa 9 tháng 8. Khi một máy bay, một động cơ cỡ nhỏ Piper Cherokee PA-32 bất ngờ lao xuống đường cao tốc ở bang California, Mỹ. Video ghi lại cho thấy máy bay mất kiểm soát, lao xuống đường cao tốc đang có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Máy bay mài bụng xuống đường và nảy lên trước khi lao vào đường chắn rồi bốc cháy. Các hình ảnh sau đó cho thấy lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. May mắn không có ai thiệt mạng hay tử vong trong sự cố trên. Theo cơ quan quản lý hàng không liên bang, thời điểm trước khi xảy ra sự cố, máy bay đang trên đường đến sân bay địa phương. Phi công phát hiện động cơ máy bay trục trặc. Do không thể duy trì độ cao cần thiết, phi công quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc và cố gắng gây tổn thất ít nhất có thể tàu chiến Trung Quốc, Đài Loan theo sát nhau trên đường trung tuyến. Khoảng 20 tàu chiến của Đài Loan và Trung Quốc đang theo sát nhau trên đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan ngày 10 tháng 8. Trong bối cảnh hai bên đều có những cuộc tập trận tuần này. Trước đó Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của quân đội Trung Quốc nói rằng, đợt tập trận không quân và hải quân tuần này nhằm chuẩn bị cho những hoạt động phòng thủ chung và phong tỏa chung. Đến ngày 10 tháng 8, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết khoảng 20 tàu chiến của hai bên tiếp tục theo sát nhau ở đường trung tuyến, vùng đệm không chính thức phân chia hai phía. Nguồn tin này cho hay, tàu chiến Trung Quốc tiếp tục tập trận ở phía đông đảo Đài Loan vào sáng ngày 10 tháng 8. Đài CCTV Trung Quốc ngày 10 tháng 8 đăng video các chiến cơ Trung Quốc đang tiếp nhiên liệu trên không, cũng như một vài tàu chiến xuất hiện trong đợt tập trận quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cho hay, đợt tập trận tập trung vào hoạt động phong tỏa và tiếp tế hậu cần. Cơ quan đối ngoại Đài Loan bày tỏ phản đối cuộc tập trận từ Bắc Kinh. Hôm mùng 8 tháng 8, quân đội Trung Quốc thông báo về cuộc tập trận mới ở vùng trời và vùng biển quanh đảo Đài Loan, chú trọng vào tác chiến săn tàu ngầm và đột kích đường biển. Một ngày sau đó, Đài Loan tập trận bắn đạn thật mô phỏng chống lại một cuộc đổ bộ lên Hòn đảo. Nhật Bản có bộ trưởng quốc phòng mới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày mùng 10 tháng 8 đã bổ nhiệm ông Yasukazu Hamada làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Hamada là nghị sĩ Hạ viện, chuyên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia, từng là bộ trưởng quốc phòng giai đoạn 2008-2009 dưới thời cựu thủ tướng Taro Aso. Ông Hamada sẽ thay thế bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm Nobuo Kishi. Ngoài ra, điều phối viên ứng phó Covid-19 Katsunobu Kato sẽ giữ chức bộ trưởng Bộ Y tế lao động và phúc lợi. Ông Kato từng giữ chức này hai nhiệm kỳ dưới thời cố thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản sẽ công bố nội các mới vào ngày 10 tháng 8. Chính phủ lúc này sẽ phải giải quyết vấn đề lạm phát, Covid-19, an ninh năng lượng và sửa đổi những tài liệu an ninh quốc gia quan trọng trong năm nay. Thủ tướng Kishida gần đây đã đối mặt với làn sóng chỉ trích việc những nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền có quan hệ với giáo hội thống nhất tổ chức được cho là có liên quan đến vụ ám sát ông Shinzo Abe hồi đầu tháng 7. Ngoài ra, quyết định tổ chức quốc tang cho cố thủ tướng Abe cũng gây tranh cãi. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản chỉ mới một lần tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho cựu thủ tướng Shigeru Yoshida, người đã ký hòa ước San Francisco năm 1951. Trong đợt cải tổ lần này, Bộ trưởng Tài chính Sunichi Suzuki, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, tránh văn phòng nội các Hirokazu Masuno, Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài khóa Daishiro Yamagiga sẽ tiếp tục tại vị. Chuyển sang phần tin trong nước. Người dân Hà Nội đối mặt 5 bệnh truyền nhiễm xuất hiện cùng lúc. Bên cạnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến khó lường. Người dân tại Hà Nội đang phải đối mặt với các bệnh truyền nhiễm hay gặp khác trong mùa thu như cúm AB, sốt xuất, xuất huyết dengue, virus hợp bào hô hấp RSV hay bệnh chân tay miệng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Melatech trong tuần đầu tháng 8 ghi nhận 4.846 ca xét nghiệm cúm, trong đó có 1.455 ca cúm A, cúm B là 156 ca. So với cùng kỳ tháng 7, số lượng người xét nghiệm cúm tăng 467% và phát hiện cúm A tăng 144% bên cạnh bệnh cúm đang hoành hoành trong cộng đồng, trung tâm tiếp tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất, xuất huyết. Thống kê đầu tuần tháng 8 ghi nhận 168 trường hợp dương tính sốt xuất, xuất huyết NS1 trong tổng số 1.390 trường hợp xét nghiệm đen khề. So với cùng kỳ tháng 7, tổng chỉ định làm xét nghiệm đen khề thăng 121%, và số lượng có chuẩn đoán đen kê với NS1 cộng tăng 305%. Cùng thời gian này, trung tâm bắt đầu ghi nhận những ca mắc bệnh viêm đường hô hấp có kết quả RSV+, bệnh tay chân miệng có kết quả xét nghiệm EV71+. Ghi nhận tại chuyên khoa nhi của bệnh viện cho thấy, lượng bệnh nhi phải nhập viện khá đông, nhiều trẻ phải đến khám do sốt và các biểu hiện lâm sàng khác như ho, sổ mũi, đau họng, hát hơi. Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Thủy, khoa nhi cho biết, thời gian vừa qua, bệnh cúm A được nhắc đến nhiều, do đây là bệnh truyền nhiễm hay gặp ở mùa đông xuân. Nhưng năm nay, cúm A xuất hiện bất thường trong mùa hè, mùa thu. Tuy nhiên không vì thế người dân chủ quan với các bệnh truyền nhiễm khác. Dựa vào biểu hiện lâm sàng khi thăm khám như sốt, hát hơi, sổ mũi, ngạt mũi, đau rát học, ho, khàn tiếng, khò khè, muốt nước, lòng bàn tay chân. Cộng với yếu tố dịch tễ nơi ở, nơi làm việc có người mắc bệnh để đưa ra các chỉ định phù hợp cho từng bệnh nhi kết quả chẩn đoán trẻ mắc bệnh rất đa dạng. Đó không chỉ là bệnh cúm mà còn ghi nhận trẻ mắc sốt xuất huyết, COVID-19, sốt virus thông thường. Thậm chí, nếu kèm theo khó khè thì lưu ý nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ nhỏ, hen phế quản ở trẻ lớn, hoặc nếu xuất hiện mụn tay chân thì lưu ý bệnh tay chân miệng. Còn theo chia sẻ của bác sĩ nội chú Trần Tiến Tùng, chuyên khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Melatech, các bệnh nhân đến khám có dấu hiệu sốt, đau họng, ho, đau mỏi người. Ngoài chẩn đoán mắc viêm gan B, C thì đa số những trường hợp này có chẩn đoán mắc cúm và sốt xuất huyết. Các bác sĩ cảnh báo dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngoài số người tái nhiễm COVID-19 gia tăng, người dân phía Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội, nên cảnh giác nguy cơ dịch chồng dịch. Tuyến xe buýt nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây chính thức hoạt động ngày 10 tháng 8, tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá, nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang chính thức hoạt động. Mỗi xe buýt có 14 chỗ ngồi, 6 chỗ đứng, được đầu tư mới 100%. Xe có gắn camera giám sát hành trình, công cụ thanh toán không tiền mặt, wifi miễn phí. Giá vé thấp nhất là 12.000 đồng cho 1 phần tư cự ly toàn tuyến, cao nhất là 70.000 đồng với cự ly từ đầu đến cuối tuyến. Theo lộ trình, xe buýt xuất phát từ bến xe Tân Phú, chuyến sớm nhất là 5 giờ và chuyến cuối cùng xuất bến lúc 18 giờ. Tại bến xe Tiền Giang, xe buýt có thời gian xuất bến tương tự. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, tuyến buýt này không chỉ có vai trò kết nối liên tỉnh mà còn đi qua sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần giải quyết nhu cầu hành khách hàng không về các trục đường qua bến xe miền Tây, Long An. Bên cạnh việc phát triển các tuyến buýt liên tỉnh hiện nay, ông Lâm cho biết dự kiến năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở thêm 16 tuyến buýt. Dự kiến đến năm 2025, thành phố có 192 tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 128 tuyến buýt hoạt động, gồm 91 tuyến trợ giá, 37 tuyến không trợ giá trong đó 101 tuyến xe buýt nội tỉnh và 21 tuyến buýt kết nối đến các tỉnh liền kề, gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Khu đô thị hoang vắng bên cạnh nhà máy lọc dầu dung quất Khu đô thị Vạn Tường được thiết kế có quy mô lên đến 2.400 ha với 20.000 dân nằm cạnh nhà máy lọc dầu dung quất. Vạn Tường từng được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trở thành một thành phố sầm uất. Thế nhưng năm 2010, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành, các chuyên gia, kỹ sư lần lượt về nước, khu đô thị Vạn Tường rơi vào cảnh hoang vắng từ đó. Giai đoạn 2005-2010, khu đô thị Vạn Tường luôn sáng đèn bởi những công trường hoạt động suốt ngày đêm. Hệ thống giao thông, khách sạn thi nhau mọc lên đón đầu sự phát triển. Thế nhưng, tốc độ phát triển của Vạn Tường quá chậm, dân số thừa thớt, Tiếp đó, các kỹ sư chuyên gia nước ngoài tại dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất về nước, khiến Vạn Tường ảm đạm hơn. Tốc độ phát triển của đô thị Vạn Tường không như kỳ vọng. Do đó, năm 2016, quy hoạch được điều chỉnh. Vạn Tường trở thành đô thị loại 5 với diện tích chỉ còn 650 ha. Cơ sở hạ tầng của đô thị Vạn Tường được đầu tư khá hoành tráng, nhưng rồi rơi vào cảnh điều hưu. Những con đường ở trung tâm khu đô thị luôn vắng vẻ. Điều này khiến những dự án tiền tỷ hoạt động cầm chừng hoặc phải bỏ hoang. Theo thống kê, đô thị Văn Tường có 12 dự án khách sạn, khu vui chơi đang xây dựng dở dang hoặc đóng cửa suốt hàng chục năm qua. Đắk Lắk, mưa lũ gây ngập nặng nhiều xã giao thông bị chia cắt. Ngày 10 tháng 8, ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục thống kê, đánh giá những thiệt hại trên địa bàn tỉnh do mưa lớn trong nhiều ngày qua đồng thời đề nghị các địa phương tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại, chủ động ứng phó với thời tiết mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung nhiều ở các khu vực Đông Bắc và Tây Bắc của tỉnh. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở nhiều địa phương, trong đó nặng nhất là huyện Ea -Sup. Trong đó, ở xã Ea có khoảng 50 căn nhà bị ngập sâu từ 20 đến 40 cm. Các xã Ea và Ea có khoảng 1.000 hecta cây trồng, chủ yếu lúa, bắp, rau đậu, bị ngập nhưng chưa xác định được thiệt hại. Tại quốc lộ 14C, đoạn đường từ thôn 8 xã La Rv đi qua xã La Lốp, nước ngập sâu trên 1 mét, hiện giao thông đang bị chia cắt. Tại xã Ea có hai điểm giao thông đường liên thôn bị nước chia cắt. Ở các thôn 3, 15, 22, có trên 4.000 mét đường giao thông bị ngập. Thưa quý vị, một điểm tin tối của DKN News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.